Mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến hôm nay thì đã khiến cho ta luy âm của tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị sạt lở và khoét hàm ếch. Nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi chảy tràn xuống bồi lấp tại một số vị trí đường ray khiến cho công tác vận chuyển hành khách bị ách tắc. Đây là vị trí đường sắt Bắc Nam bị sạt lở tại km 354+900 đến 355+400 đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Do ảnh hưởng của mưa lớn, hiện phía ta luy âm của tuyến đường sắt bị trục mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt. Hiện tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh thì có 7 điểm sạt lở và đây chính là vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất. Lúc này thì toàn bộ các cái công nhân của công ty đường sắt đã tập trung phương tiện, nhân lực để sớm khắc phục vị trí sạt lở này. Mưa đang tiếp tục mưa lớn và vận chuyển đi vật liệu đi về vị trí này là cũng khó khăn, và đặc biệt là nước sông đang dâng cao dần. Đây là một trong những cái khó khăn trong việc khắc phục cái điểm sạt lở này. Hiện ngành đường sắt đã thông tin tới các tàu, nhà ga để có phương án vận chuyển khách, hàng hóa phù hợp và triển khai công tác xử lý sạt lở. Ngành đường sắt đã vận chuyển 1.200 mét khối đá học từ hai đầu khu vực sạt lở vào hiện trường. Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra sạt lở khá phức tạp khi xa khu dân cư nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang cần 1.500 khối đá học để gia cố nền đường, xếp rò đá và gia cố cái nền đường để chống khắc phục cái sạt lở này. Và sau đó thì sẽ bổ sung đá dăm, cây nâng nhật chen để trả tốc độ tàu tới 5 km/h trong thời gian sớm nhất. Sạt lở đường ray đã khiến cho hai tàu SE1 và SE20 phải dừng chờ. Song song với công tác khắc phục sự cố, ngành đường sắt cũng huy động các xe khách đã chuyển tải 336 hành khách qua điểm sạt lở đến ga tàu tiếp theo. Tới chiều 30 tháng 10, toàn bộ hành khách trên hai tàu SE1 và SE20 đã được trung chuyển và tiếp tục hành trình. Huyện đã chỉ đạo xã là tạo điều kiện thuận lợi nhất để huy động các nguồn vật liệu tại chỗ cùng với là kỹ thuật của bên đường sắt để có giải pháp khắc phục trước mắt, đảm bảo thông tuyến tàu. Còn về lâu dài thì chúng tôi tiếp tục sẽ đề nghị với là Bộ Giao thông Vận tải cùng với Tổng cục Đường sắt làm hệ thống kè cái đoạn này, bởi vì đoạn này bị rất nhiều lần rồi. Dự kiến chiều nay, khách trên tàu SE7 và SE8 cũng phải dừng ở hai ga Đức Trung và Hòa Duyệt, đồng thời thực hiện chuyển tiếp bằng đường bộ qua đoạn sạt lở. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân vật lực để khắc phục các vị trí sạt lở, dự kiến phải mất từ 2 đến 3 ngày nữa mới có thể khắc phục xong để thông tàu.